chương trình tối hôm nay gồm có sự vô lý trong phát ngôn của ông peskov khiến người nga nghi ngờ cựu bộ trưởng quốc phòng nga tiếp tục thăm triều tiên nga âm thầm lắp đặt thiết bị của pháp cho tiêm kích tấn công israel thực hiện đột kích vào kho vũ khí bí mật ở syria đặc nhiệm siêu sáu huấn luyện ứng phó trung quốc xâm lược đài loan giáo viên tiểu học trung quốc dạy học sinh không nên tin cha mẹ. Miền Bắc Việt Nam thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Ông Elon Musk gọi chính phủ Úc là phát xít vì luật thông tin sai lệch. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giờ tinh hoa vào thứ sáu ngày 13 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối an lành. Sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những nhà blogger quân sự người Nga đã tự nhận là những người yêu nước, bắt đầu nghi ngờ điện Kremlin đang gieo rắc những thông tin sai lệch và coi họ như những kẻ ngờ nghịch. Ngay cả những nhà tuyên truyền của điện Kremlin cũng không thể chịu được sự vô lý trong những bài phát biểu của chính quyền Nga và những trợ lý của tổng thống Putin. Lời hùng biện mới đây nhất từ ông Peskov người phát ngôn của Điện Kremlin đã gây ra một sự phẫn nộ trực tiếp trên các kênh truyền thông của liên bang. Những người này đã yêu cầu Điện Kremlin cung cấp thông tin cụ thể về thời gian và mục tiêu của cuộc chiến tranh Ukraine. Cụ thể, trên đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, người dẫn chương trình đã chỉ trích trực tiếp Điện Kremlin, nói rằng cuộc chiến đã bước sang năm thứ ba và thậm chí còn chưa thấy ngày kết thúc. Ngày nay, nước Nga đang trong tình trạng kiệt sức trầm trọng. Quân đội của Tổng thống Putin đang thiếu trang thiết bị đặc biệt các binh chủng cơ giới chỉ hoạt động ở một số khu vực nhất định của mặt trận, đặc biệt là khu vực Kurakhovo và Ukleda. Trang tin dialog ua đã đưa tin, nhà quan sát chính trị quân sự của nhóm kháng chiến thông tin, ông Alexander Kovalenko đã nói trên kênh YouTube Speak the Great Lion đã cho rằng thiết bị quân sự của Nga không xuất hiện ở khu vực Kursk trong gần một tháng. Chỉ gần đây khi người Nga tiến hành phản công theo hướng này, họ mới bắt đầu sử dụng thành phần cơ giới hóa. Nhưng có một điểm rất thú vị là khi Nga bắt đầu sử dụng thiết bị, họ ngay lập tức giảm số lượng UAV cảm tử tấn công FPV và CAB vì trên mặt trận không có tuyến chiến đấu ổn định và biên giới của mặt trận giống như cài răng lược, không rõ lực lượng của Ukraine và của Nga. Ông Kovalenko cũng nói thêm rằng các báo cáo và tài liệu phân tích đã nhiều lần xuất hiện trong không gian thông tin cho biết nga đang mất đi một lượng lớn thiết bị và không thể bù đắp được hàng tháng theo ông kovalenko người nga đang hiện trong thế khó và triều tiên cũng như iran sẽ không giúp họ khôi phục lại tiềm năng ban đầu nga cần tạm dừng cuộc chiến này lập tức đàm phán hòa bình và giảm cường độ thù địch chuyên gia này cũng giải thích những người nga đều hiểu rằng nếu các lực lượng vũ trang của nga bắt đầu giảm nhịp độ hỏa lực một cuộc phản công của ukraine sẽ ngay lập tức bắt đầu Điều này khiến Nga cần phải bảo đảm cho các cuộc phản công của Ukraine sẽ không thể bắt đầu trong bất kỳ trường hợp nào. Thưa quý vị, Hội đồng An ninh của Nga thông báo, Chủ tịch Hội đồng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, ông Sergey Sogou đã đến thăm Bình Nhưỡng vào ngày 13 tháng 9 và được nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un chào đón. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, vào ngày 13 tháng 9, một nhóm do ông Sergey Sogou, thư ký Hội đồng An ninh của Liên bang Nga, đã dẫn đầu đến thăm Bình Nhưỡng là một phần trong một cuộc đối thoại chiến lược liên tục của hai quốc gia. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận kỹ lưỡng với các đồng nghiệp Triều Tiên về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Trước đó, ông Shogu đã từng được Chủ tịch Kim Jong-un tiếp đón. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng các cuộc họp ở Bình Nhưỡng đã diễn ra trong một bầu không khí thân thiện, tin cậy đặc biệt phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng vào hồi tháng 6 năm 2024. Hội đồng Bảo an của Nga cho biết thêm, họ sẽ đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận song phương về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta đã ký kết. Trước đó vào tháng 6 năm 2024, các nhà lãnh đạo của Nga, ông Vladimir Putin và nhà lãnh đạo của Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã từng ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện trong đó có điều khoản về hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai quốc gia bị xâm lược. Thưa quý vị, các chuyên gia của Kazakhstan hiện đang bảo dưỡng các chiến đấu cơ loại Su-30SM của Nga bằng thiết bị điện tử của Pháp từ Thel và Safran, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu của nhóm Inform công ty AAC Group của Kazakhstan, đang hợp tác với quân đội Nga và bảo dưỡng các chiến đấu cơ Su30SM được trang bị công nghệ hàng không từ Pháp. Hiện Liên bang Nga đã có tới 130 chiến đấu cơ loại Su30SM có khả năng hoạt động đến năm 2024. Nga đã mất ít nhất 15 chiến đấu cơ loại này trong cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Ukraine. Nghiên cứu cho thấy, Nga có thể phải chịu tổn thất lớn hơn do các lệnh trừng phạt vì các loại chiến đấu cơ Su30SM phụ thuộc vào thiết bị điện tử hàng không do các nước ngoài sản xuất chủ yếu từ các công ty của Pháp là Thales và Sagem, hiện nay là Safran sau khi mua lại. Thiết bị này cần được bảo dưỡng thường xuyên để các tiêm kích này có thể hoạt động. Các thiết bị có thể được bảo dưỡng bởi các chuyên gia, được nhà sản xuất chứng nhận và sử dụng các thiết bị gốc. Sau cuộc xâm lược vào Ukraine, Nga dường như đã mất quyền truy cập vào các khả năng như vậy. Tuy nhiên, người Nga đã tìm thấy một kênh tuyệt vời để lách lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng một nhà thầu Kazakhstan. Nội dung của thỏa thuận có thể được xây dựng như sau, phía Kazakhstan với các chuyên gia và thiết bị được chứng nhận của Pháp sẽ tiến hành sửa chữa các thiết bị của Pháp trên các chiến đấu cơ Su30 của Nga. Như vậy, chắc chắn các hợp đồng với các công ty của Pháp bao gồm các quy định kiểm soát xuất khẩu, rõ ràng là cấm chuyển bất kỳ hàng hóa nào sang Liên bang Nga, tuy nhiên có thể thấy phía Kazakhstan đã có thể không tuân thủ các quy định này. Thưa quý vị, Israel đã phá hủy một cơ sở sản xuất hỏa tiễn ở phía tây bắc của Syria vào tuần trước trong một cuộc tấn công bao gồm việc đưa lực lượng tác chiến đặc biệt bằng trực thăng để thu hồi thiết bị và tài liệu. Các chi tiết mới đã làm sáng tỏ một cuộc tấn công ban đầu chỉ được mô tả là một cuộc không kích. Trên thực tế, Cuộc đột kích không chỉ tấn công vào trung tâm với sự hiện diện quân sự từ các cố vấn của Iran tại Syria, mà còn gửi một thông điệp rõ ràng tới Tehran rằng lực lượng phòng vệ IDF của Israel có thể sẽ tấn công vào các khu phức hợp ngầm ở sâu trong lãnh thổ của Syria bằng bộ binh nếu như không thể phá hủy từ trên không bằng không quân. Cuộc đột kích đã diễn ra vào ngày 9 tháng 9, xóa sổ hoàn toàn cơ sở này. Cơ sở này nằm ở phía tây bắc của Syria, gần biên giới của Lebanon. Các nguồn tin cho biết Cơ sở này nằm cách Israel khoảng 140 dặm về phía bắc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran là Nasser Kanani cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tội phạm tại Syria. Bộ Ngoại giao của Syria cũng lên án vụ tấn công là hành vi xâm lược trắng trợn, đồng thời cho biết các khu dân cư gần đó đã bị thiệt hại về vật chất. Syria cũng tuyên bố cuộc không kích là nhằm vào một trung tâm nghiên cứu khoa học nhưng phe đối lập lại cho biết cơ sở này thuộc về lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran chuyên phát triển các hỏa tiến đạn đạo và uav cảm tử tuy nhiên bản chất của cơ sở này vẫn còn gây tranh cãi các quan chức của phương tây từ lâu đã khẳng định cơ sở này là nhà máy sản xuất vũ khí sản xuất vũ khí hóa học như khí sarin chính quyền của syria thì đã phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định cơ sở này chỉ là một trung tâm nghiên cứu khoa học ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, theo tờ Financial Times, biệt đội siêu 6 tinh nhuệ của Hoa Kỳ vẫn đang được huấn luyện để ứng phó với cuộc xâm lược Đài Loan có thể xảy ra của đảng Cộng sản Trung Quốc. Lực lượng đặc nhiệm hải quân này trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ cuộc đột kích thành công vào Pakistan vào năm 2011 và tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden hiện nay nhóm này cũng đã từng lên kế hoạch và huấn luyện cho một cuộc xung đột tiềm ẩn ở eo biển đài loan trong hơn một năm tại căn cứ Neck ở tiểu bang virginia cuộc tập trận huấn luyện lực lượng đặc biệt của hải quân được coi là một trong những nhiệm vụ bí mật và khó khăn nhất của quân đội hoa kỳ dường như là một phần trong chiến lược rộng lớn của nước này mục đích của lực lượng này là răng đe khiến bắc kinh phải suy nghĩ kỹ về việc chiếm đài loan bằng vũ lực Đài Loan là một quốc gia dân chủ với dân số 23,5 triệu người, nếu như gặp phải sự xâm lược thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm siêu 6 là cực kỳ bí mật. Theo Financial Times, những người quen thuộc với vấn đề này đã không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về các kế hoạch liên quan đến Đài Loan. Cùng với đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang liên tục tăng cường sức mạnh hải quân, mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời gia tăng áp lực quân sự và chính trị đối với Đài Loan nhằm buộc Đài Loan chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của mình. Vào tháng 5 năm nay, sau khi tân Tổng thống Đài Loan lại thành tức nhậm chức, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan. Theo quý vị, một người đàn ông Trung Quốc cho biết, con trai ông đang học lớp 2 tiểu học. Tuy nhiên, ông biết được rằng giáo viên tìm cách nâng cao vị thế của chính phủ Trung Quốc và dạy học sinh không được tin tưởng vào cha mẹ, mà chỉ nên tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cứu sống mọi người. Ông đã trực tiếp chia sẻ trong nhóm phụ huynh cho rằng, Giáo viên nói trước mặt cả lớp đừng tin vào cha mẹ. Thậm chí cha mẹ đang lừa dối chúng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nuôi sống người dân, đi học thì không phải tốn tiền. Đồng thời đảng đã cho tất cả được giáo dục miễn phí. Ông cũng chỉ trích giáo viên dùng phương pháp này để tẩy não trẻ em và tự hỏi tương lai liệu trẻ em có còn nghe lời cha mẹ của chúng hay không. Ông thẳng thường tuyên bố cho biết, dân đóng thuế để đất nước lo học hành cho học sinh nhưng lại bị bóp méo thành chính quyền mới là tổ chức nuôi người dân sau khi xem video nhiều người đã bình luận cho biết giáo dục trung quốc chỉ có hai mục đích một là tẩy não và hai là nô dịch trước đó đài tiếng nói hoa kỳ đưa tin chính quyền trung quốc rất coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng từ tiểu học đến đại học nhằm bồi dưỡng thế hệ cộng sản kế tiếp các nhà phân tích sau đó chỉ ra đây là hành động tẩy não chính trị thế hệ trẻ của chính quyền Trung Quốc nhằm củng cố chế độ. Tất cả những điều này cho thấy người dân Trung Quốc hiện tại rất phẫn nộ với nền giáo dục của chính quyền Trung Quốc, đồng thời lo lắng về thế hệ trẻ sẽ mất đi khả năng suy nghĩ độc lập sau khi bị lừa dối trong một thời gian dài. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9, Nước lũ trên tất cả các con sông miền Bắc đang dần rút xuống, thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, lũ đã rút dưới báo động 1, mức thấp nhất trong 3 cấp báo lũ. Lũ sông Hồng tại Hà Nội đã giảm 1,54 m so với lúc đỉnh, các sông khác ở miền Bắc đều giảm, nhưng nhiều vùng ven sông vẫn có thể ngập kéo dài. Tại Hà Nội, lũ sông Hồng lúc 10 giờ xuống 9,76 m, giảm 1,54 m so với đỉnh lũ rạng sáng qua và chỉ hơn báo động 1 26 cm. Tốc độ nước rút khá nhanh, khoảng 10 cm mỗi giờ. Lũ ở các sông chảy lô cũng ở ngưỡng trên dưới báo động 1. Hiện chỉ có lũ các sông Hoàng Long, Ninh Bình, Cầu Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Lục Nam, Bắc Giang trên báo động 3 nhưng đã qua đỉnh và đang rút quá trình thoát lũ giảm lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình có khả năng chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Cục Quản lý Đề Điều và Phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 6 tháng 9 đến sáng nay, bão lũ đã khiến 233 người tử vong, 103 người mất tích, chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất. Trong đó Lào Cai thiệt hại nặng nhất với 98 người tử vong, 81 người mất tích, Yên Bái 48 người tử vong, Cao Bằng 43 người tử vong. Mưa lũ đã làm gần 68.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là Yên Bái với hơn 21.000 ngôi nhà. Các địa phương đã sơ tán hơn 74.500 hộ với 130.000 người. Thái Nguyên sơ tán nhiều nhất gần 26.000 người, tiếp theo là Bắc Giang hơn 13.000, Lào Cai gần 8.000 người. Thưa quý vị, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã gọi chính phủ Úc là phát xít khi đưa ra đề xuất phạt các công ty truyền thông xã hội không ngăn chặn được sự lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến. Theo đề xuất của chính phủ Đảng Lao động trung tả của Úc, các nền tảng có thể bị phạt tới 5% doanh thu hàng năm trên toàn cầu nếu họ cho phép truyền bá nội dung có thể xác minh hợp lý là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa dối và có khả năng gây ra hoặc góp phần gây ra tác hại nghiêm trọng bộ trưởng truyền thông michel roland đã công bố luật vào hôm thứ năm sau khi dự thảo luật trước đó bị hủy bỏ do phản ứng dữ dội từ các phương tiện truyền thông những người ủng hộ quyền tự do dân sự và cơ quan giám sát nhân quyền của nước này bộ trưởng truyền thông cho biết thông tin sai lệch gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn và phúc lợi của người dân úc cũng như nền dân chủ xã hội và nền kinh tế của chúng ta không làm gì và để vấn đề này trầm trọng hơn không phải là một sự lựa chọn vào cuối hôm thứ Năm, chủ sở hữu mạng xã hội X là ông Elon Musk đã trả lời bài đăng về luật được đề xuất bằng một từ, phát Ông Musk trước đó đã từng đụng độ với chính quyền Úc về chủ đề tự do ngôn luận. Vụ việc đã dẫn đến cuộc khẩu chiến giữa ông Musk và các quan chức Úc khi Thủ tướng Anthony Albanese gọi nhà sáng lập công nghệ này là một tỷ phú kiêu ngạo. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hòa đến đây đã kết thúc một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp